Mình đang đứng đầu cầu mới các bạn, cầu mới băng qua bên khu Nhân Bình này, ở bên cái khu đô thị B3 gì đây này, dân cư đô thị B3 đi qua cầu Hòa Thanh 3, đường Trần Lê. Mình cái cầu mới này bữa mình con quay rồi các bạn. Còn bên đây đất đai bây giờ người ta cũng đang cải tạo lại, làm hệ thống, đang làm cái mặt bằng á, với là làm hệ thống nước thải rồi. Thì mình tình cờ mình thấy một vài căn nhà sót bên cái khu đây các bạn. Giờ mình chạy vòng vòng vô đó, mình quay lại mấy cái nhà xem cho vui. Mình vừa đi qua cầu Hòa Thanh 3 các bạn. Người ta có xây một cái cầu mới ở phía bên kia, mình băng qua mình thấy bên này có một cái khu người ta cũng đang cải tạo xây dựng. Trước mặt là chung cư An Phú Thịnh. Đây một cái bãi đất rộng rồi đó. Người ta đang làm cống. Người ta vẫn đang cải tạo. Thì trong này tình cờ mình thấy có mấy cái nhà cũ còn các bạn. Mình quay lại các bạn xem cho vui. Đây. Đây một ngôi nhà xưa luôn đó. Không biết năm nào đây. Để mình đi xuống thử nha. Bên kia có một ngôi nhà nữa các bạn. Mấy cái đây hình ảnh này quay lại cho để mai mốt là đập hết. Nhà xưa lắm. Những căn nhà xưa, không biết là hồi xưa ở đây thì người ta đi ra bằng đường nào cơ. Hồi xưa ở đây khu vực để đầm. Bây giờ người ta làm lung tung mình cũng chẳng biết. Nhưng mà tại sao hồi xưa ở đây người ta có ngôi nhà mà. Bây giờ không biết còn hay không, thấy người ta vẫn còn khóa cửa mà. Không thấy đề nằm. Ngói đây thì thấy còn mới này, không biết chắc thay lại mà. Gỗ đây cũng còn tương đối mà. Không xưa lắm đâu. Bên trong mình không thấy, mình đi ra phía sau thôi. Nhưng mà là thấp 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 đây là xưa rồi. Đây. Người ta cũng che chắn lại này, không biết là bên trong còn gì không. Dạng nhà từ đường các bạn ơi. Đây mình đi lên phía sau. Căn nhà đây là căn nhà xưa. Đây người ta đang làm cái hệ thống thoát nước. Thông đường thoát nước. Đang làm hạ tầng á. Đây. Tức là băng qua cái sông Hà Thanh các bạn. Đó cái cầu mới, cái cầu kia là cầu mới á, mới làm á. Cầu gì mình quên cái tên. Đây thấy người ta đóng cửa. Đi xuống thì còn như bỏ hoang, người ta di dời hết rồi. Đóng cửa. Nó có thấy gì bên trong. Tối rồi, không thấy gì. Bên đây cửa ngõ nó khóa hết rồi. Đây quay vô trong thử coi. Xưa mấy cái lá sắt này nè, cửa lá sắt hồi xưa. Mình đi qua cái nhà bên kia thử. Đây là khu đất mới đang cải tạo, ngôi nhà xưa nằm giữa cái khu đất này. Thấp, nó nằm thấp. Chắc người ta dọn dẹp đi hết rồi. Giờ mình đi qua cái khu đây. Khu đây thì nhà ở đây quy mô hơn chút à. Nhà đây có cái, một cái bờ tường là giống như là một cái khoảnh vườn, một cái tường rào, nhà có tường rào. Trong đây người ta giải tỏa, người ta đập tùm lum rồi. Một số nhà cửa đây. Hồi xưa không biết đi ra đây bằng đường nào. Nhà đây hình như thấy có vẻ mới hơn các bạn.
Nhà đây phải nhà xưa, nhà đây mới. Nhà đây có vật mới mới xây xong này. Đây còn sót lại, người ta chưa, người ta đi rồi khóa cửa đi giờ hết rồi. Nhà đây chắc mới xây sau. Ủa, có cái giếng bự à. Nay tìm nhà là có giếng là khó mà. Nhà đây chắc sau mình xây lại. Có giếng và khóa cửa, có giếng bự, có vườn chung ở đây mà. Mà nếu mà hồi xưa đây mà ở nên vui, mà có cái vườn, có cây trái này ha. Ví dụ như nhà bà ngoại, bà nội gì mà ở đây con cháu về chơi có vườn vui, có vài cây, trồng vài cây ăn trái, ổi với cây mít rồi. Này thấy quý quá. Đây gọi là resort. Đây là sông Hà Thanh nữa bạn. Sông Hà Thanh hình như ở phía cầu đôi đó, chảy vào. Người ta đang cải tạo cái bờ kè. Mình đi lòng vòng trong cái khu đây rộng đó, đi vài vài chỗ thôi cho rộng lắm. Khu đây rộng lắm, phải bay lai cam. Đi quay phim không, không có đem lại cả. Đây cũng có nhà. Hồi xưa không biết ở đây người ta đi đường nào. Đây, cây là căn nhà thứ ba. Nhà có chủ chưa đền bù. Không hiểu sao đây chưa đền bù mà. Để có chữ này, chưa đền bù. Cấm vào. Ủa con chim, chú con cú à. Vâng. Ủa cú bự lắm. Đây, sông Hà Thanh, bên kia là Hà Thanh 2, sao ạ? Qua cầu đó như là Hà Thanh 2, mình đi hồi nãy từ Hà Thanh 3. Bên đây người ta đang làm bờ kè, này, đang đúc bờ kè, này, đổ bờ kè. Này. Chút đằng xa kia là như là cái đường đi vô đi, có một cái đập tràn. Hồi xưa đập tràn đó đi vô cái khu Nhân Bình đó, bên bên hông cầu đôi á. Rồi phía xa chút đằng xa kia là có một cái cầu đi vô khu Võ Thị Sáu, công nghiệp Võ Thị Sáu. Đây vài hình ảnh đây xem cho vui mà, và mình giống như mình quay làm kỷ niệm cho mai mốt là mấy cái vùng đây là người ta giải tỏa là bay hết rồi. Mấy cái hình ảnh, mấy cái ngôi nhà đây là bây giờ là xưa bây giờ không còn nữa. Xin chào các bạn em.